2022, 5 năm sau khi triều đại SKT T1 sụp đổ dưới mũi tên báo thù, những hậu nhân Vương Triều Đỏ đã quyết tâm đứng lên mạnh mẽ, mang trong mình khát vọng vực dậy những di sản đổ vỡ khi xưa của tổ chức liên minh huyền thoại vĩ đại nhất hành tinh. Bằng ý chí ngoan cường và lòng nhiệt thành không đổi, Zed, Keria, Honor, Gumayusi, những truyền nhân kiệt xuất của SKT đã cùng Faker làm sống dậy những tháng ngày huy hoàng xưa cũ bằng nỗ lực đưa đội tuyển vào những trận đấu quan trọng. Thế nhưng sứ mệnh phục nguyên quá khứ thật quá chông gai với một chiến đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong các kỳ quốc tế. Họ gục ngã đầy đáng thương trên những cung đường chinh phục đỉnh cao năm 2022. Một năm sau trở lại với nguyên vẹn đội hình cũng là khi niềm tin nơi người hâm mộ dần suy giảm, là khi những bánh xe bò đã lấp đầy sự kỳ vọng của số đông, là khi những thất bại tại trận đấu cuối cùng đã khiến những ai yêu mến T1 dần vơi đi mong đợi. Ngay cả khi chiến đội cất bước ngạo nghễ oai phong, hạ gục từng kẻ ngoại bang trên chính sân nhà Hàn Quốc, người hâm mộ của đội vẫn chẳng thể an tâm mà truyền tay nhau cầu thần chủ, nghi ngờ đến cùng. Chưa cầm cúp, chưa thể an tâm. Lưu thật sự muốn hỏi các fan T1, tại sao phải e dè như vậy khi 2022 chỉ là lúc đội tuyển triệu fan chưa đủ đầy kinh nghiệm và sức mạnh? Tại sao phải lo sợ như vậy khi 2023 là năm mà T1 đã đủ mạnh mẽ vững vàng, đủ bản lĩnh và trách nhiệm? Và đặc biệt, sao phải âu sầu khi hiện tại quá nhiều sự thật, quá nhiều quy luật đang ủng hộ nhà vua trở về với vương vị? Ngày hôm nay, trước thêm trận đấu quan trọng nhất trong năm của T1, trận đấu có thể rửa sạch mọi mối hận về nhì trước đó. Trận đấu sẽ dựng dậy cả một vương triều huy hoàng lịch sử. Hãy để tôi, bình luận viên Hoàng Luân, giúp người hâm mộ đội tuyển triệu fan được an tâm hơn qua việc chỉ ra 10 sự thật hiển nhiên cho thấy T1 sẽ trở thành nhà vô địch thế giới 2023. Đừng lo lắng nữa, hãy dùng những lời sấm truyền quan trọng này để tận hưởng sớm niềm vui trước ngày 19 tháng 11, ngày mà Faker đường bệ bước lên sân khấu nâng Summoner Cup như đúng 10 năm về trước anh đã từng. Trước khi bước vào video, các bạn hãy để lại một like và sub, sau đó nhấn chuông thông báo để không bị bỏ lỡ các thông tin hấp dẫn về Liên minh huyền thoại. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu. Lại là lao vào tìm kiếm Gumayusi, Guma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Một, God đứng cụ thể. Thứ đầu tiên mà người ta nhìn vào và mổ xẻ trước mỗi kỳ chung kết thế giới chính là MV chính thức mà Rod phát hành. Qua mỗi mùa giải, các thước phim ngày càng được hoàn thiện công phu và luôn ẩn chứa những bí mật sau cùng. Năm 2023, trong ý nghĩa của mỗi đoạn nhạc, God được hiểu như các bậc thánh thần hay đấng cụ thể. Như trong âm chứa ảnh, hành trình của T1 đang đi phản chiếu mạch truyện của một đấng cụ thể đúng nghĩa. 4 tháng trước, T1 có mạch 6 trận thua liên tục khi đường giữa vắng bóng Faker, trượt dài xuống top 5 bảng xếp hạng LCK và phải bắt đầu vòng playoff từ loạt đấu đầu tiên. Sự trở lại với đôi tay chưa hoàn toàn hồi phục của Quỷ Vương là nỗi niềm lo lắng của người hâm mộ toàn thế giới. Nỗi lo khi đội tuyển họ yêu đứng trước nguy cơ thất bại ngay trong loạt BO5 đầu tiên, rớt xuống vòng loại khu vực, nhiều những rủi ro khó lường. Ngay cả khi đã chiến thắng Diplaskia, nỗi lo vẫn không vơi đi bao nhiêu bởi trước mắt họ, hai chốt chặn KT Roster, Genji Esports đều vô cùng khó nhằn. Bước ngoặt đầu tiên đến khi KT Roster, đội tuyển top 1 vòng bảng, chọn T1 làm đối thủ. Ngay lập tức, anh bạn viễn thông ồn ào phải ngậm trái đắng khi thất bại cả hai lần gặp gỡ T1 ở cả nhánh thắng và nhánh thua, bẻ bàn tuổi hổ nhìn kình địch vào đến trận chung kết tổng. Á quân, thất bại trước Genji có lẽ với số đông là sự mỉa mai, nhưng với T1 là một may mắn lớn. Bởi họ đã kịp sống dậy, đã kịp thoát khỏi phong ba, bởi người anh cả, cánh chim đầu đàn của họ đã trở lại vào thời điểm quan trọng nhất. T1 thoát khỏi cái dớp mang tên sân nhà Hàn Quốc, trở thành đại diện hạt giống số 2 LCK đến với chung kết thế giới 2023. Với đội hình đã yếu đi thấy rõ sau hành trình quốc nội chung chuyên, T1 hầu như không được đặt nhiều niềm tin trong lần trở lại sân chơi chung kết thế giới. Họ khởi đầu chật choạc khi để Team Liquid trên cơ trong phần lớn thời gian, lại để thua đại kình địch Genji Esports trong một ván đấu tương đối chóng vánh. Vượt qua BLG với tỷ số 2-0, phong độ và sức bền sau cùng của T1 vẫn bị đặt một dấu chấm hỏi cực lớn, nhất là khi đối thủ đầu tiên của họ, nhánh đấu playoff của họ, toàn những đối thủ cộm cản đến từ LPL. Áp lực dần tăng cho T1 khi Seed 2 LCK là đội thi đấu ở trận tứ kết cuối cùng. Trong suốt nhiều ngày liên tục, họ chứng kiến Genji Esports rồi KT Roster lần lượt gục ngã trước các đại diện LPL. Chớp mắt, Á quân LCK bất đắc dĩ trở thành niềm hy vọng cuối cùng của khu vực. Lắng nghe tiếng gọi của những KT, Genji phải chiến đấu thay cho cả phần của những đồng hương đã ngã xuống, T1, cái tên không phải lá cờ đầu, đã từng bước hoàn thiện sứ mệnh đó. Thắng lợi ngoạn 1-3-0 trước kỳ lân Tô Châu, đè bẹp đội tuyển đang chinh phục Golden Road Jingdong Gaming với tỷ số 3-1,
Tiêu Anh đúng nghĩa trở thành bậc thánh nhân mà con dân LCK đang hướng về, là đấng cứu thế cho khu vực trong mối đe dọa mang tên LBL. Ở một tầng nghĩa khác, God còn gợi ra đường trên của Tiêu Anh, Zed, vốn mang tên một vị thần tối cao của muôn loài. Trước cả khi MV chung kết thế giới được tung ra, ID Zed sử dụng tại máy chủ Hàn Quốc là God of Thunder, thần sấm, càng là một lý lẽ thuyết phục cho ý nghĩa của những thước phim. Không còn gì bàn cãi, God MV chính thức đã tung ra nhằm hé lộ sớm nhà vô địch T1, hiện thân của câu chuyện Phượng Hoàng LCK tái sinh và trỗi dậy từ tàn tro của những đồng hương bị LBL vùi xuống. Hành trình của Keria, thiên địch Barrow không còn cản bước. Điểm tâm linh thứ hai trong các sự thật này là dựa trên hành trình sự nghiệp của hỗ trợ thiên tài, viên ngọc quỷ mà T1 sở hữu, Keria. 2023 đã là 4 năm kể từ lần đầu tiên Keria thi đấu tại LCK và cũng từ khi đó chưa một lần nào anh vắng mặt khỏi các kỳ chung kết thế giới. Khoác lên mình hai màu áo, Dragon X và T1, hành trình của Keria tại các kỳ quốc tế là những đoạn đường đứt gãy, dở dang nhiều tiếc nuối. Ba lần trước đó là ba lần anh thất bại trước cùng một kẻ địch, Barrow, dù mỗi lần anh cũng gần hơn với chiếc Summoner Cup. Cùng với Dragon X, Keria thất bại trước Thánh Gacha tại tứ kết chung kết thế giới. 2021, khi khoác áo T1, Keria bước tới bán kết chung kết thế giới, gục ngã trước Barrow và DK sau 5 ván đấu căng thẳng. 2022 là lúc Keria đã gần nhất với vinh quang, là khi anh được giành vô vàn ngưỡng vọng. Thế nhưng một lần nữa, Keria phải gục đầu đổ lệ trước dị nhân Barrow, người đã thay thế vị trí của anh, sát cánh cùng Dev ở đội tuyển xưa. Barrow như một thiên địch chặn trước mọi vinh quang của Keria, dù cho mỗi năm trôi qua là mỗi lần hỗ trợ T1 bước thêm một bước. 2023, khi Barrow chỉ đứng ở vai trò bốc thăm, tin chắc rằng không gì ngăn bước anh chàng hỗ trợ tài năng của Phượng Hoàng LCK đến với thành công sau cùng. Một điểm nhỏ nữa cũng dựa trên hành trình của Keria và T1, đó là kể từ năm 2021 đến nay, đội tuyển áo đỏ luôn giành Á quân mùa hè ở đấu trường quốc nội, nhưng mỗi lần bước ra biển lớn là mỗi lần T1 tiến xa thêm một bậc. 2021 là bán kết, 2022 là Á quân, vậy 2023 còn gì mà không tự tin? Màu áo trắng đen. Phép tâm linh màu áo cũng rất đáng chú ý mỗi mùa chung kết thế giới kể từ năm 2014. Cụ thể, đội tuyển áo trắng và đen sẽ đang xen nhau lên trấn giữ ngai vàng của thế giới. Sự thật này tưởng như đã bị hóa giải vào năm 2022, khi toàn giải đấu chỉ có hai đội tuyển mang màu áo trắng đến với Bắc Mỹ tham dự giải Liên minh huyền thoại lớn nhất trong năm. Đó là Sài Gòn Buffalo, hạt giống số 2 VCS và DIS, hạt giống số 4 LCK. Ban đầu khi sự thật tâm linh về màu áo được chỉ ra, không ai nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục ứng nghiệm, bởi xét trên thực lực lúc bấy giờ, làm sao DIS hay Sài Gòn Buffalo có thể là những đội tuyển lên đỉnh vinh quang. Ấy thế mà đến cuối cùng, thần thủ Thanh Long của xứ sở Kim Chi lại là người hoàn thành hành trình kỳ diệu một cách không tưởng. Họ cũng thành công nối dài tâm linh về màu áo đấu. Để rồi đến năm 2023, khi quy luật tâm linh mách bảo màu áo đen sẽ vô địch thế giới, không ít đội tuyển đã mượn vía này để mong có được thêm một ít điểm may. Genji Esports, KT Roster, Leaning Esports, T1, rất nhiều đội tuyển có màu áo đen đã vượt qua vòng thị sĩ khắc nghiệt để có mặt tại playoff. Số đông còn cẩn thận thêm cả Zidong Gaming, đội tuyển với tông màu tối vào danh sách này cho đầy đủ. Nhưng đến nay, khi toàn bộ hành trình đã trôi qua, chỉ T1 là đội tuyển áo đen duy nhất còn sót lại sau biết bao cuộc thương hùng khốc liệt. Họ chắc chắn đang được đặt niềm tin nối dài mạch tâm linh 9 năm chưa hề đổi khác này. Và đây cũng là một điểm khiến T1 được tiếp thêm sức mạnh trước thêm trận đấu quan trọng cuối cùng. 4. Thắng hạt giống số 3 Trung Quốc. Một mạch quy luật ngắn hơn màu áo nhưng cũng đủ dài để người hâm mộ nhận ra những điểm tương đồng đặc biệt, rằng kể từ năm 2019, vận mệnh sẽ luôn lựa chọn hạt giống số 3 LBL, biến họ trở thành kẻ làm nền cho nhà vô địch thế giới. 2019, Invictus Gaming là hạt giống số 3 LBL. Họ thất bại trước Fnatic Phoenix tại trận bán kết với tỷ số 3-1 và biệt đội Phượng Hoàng cũng là cái tên lên ngôi. Suning là hạt giống số 3 đại lục. Họ xuất sắc tiến vào chung kết một cách đầy ngoạn mục, nhưng rồi để thua trước Damwon Gaming, nhà vua mới của thế giới năm đó. 2021, Royal Never Give Up là hạt giống số 3 của LBL. Họ và ADG là hai đội tuyển cùng khu vực bước đến playoff. Thế nhưng số phận trớ trêu đưa ANG và ADG gặp nhau ngay tại tứ kết chung kết thế giới 2021. Sau 5 ván đấu, ADG giành chiến thắng trước đại diện hạt giống số 3 đồng hương và họ cũng giành Summoner Cup danh giả. Trớ trêu biết bao, 2022, nhà đương kim vô địch thế giới Edward Gaming trong tư cách hạt giống số 3 cũng nhiễm lời nguyền tương tự. Họ thất bại trước DX tại tứ kết, qua đó nhìn Thanh Long xứ Hàn lên đỉnh vinh quang đầy ngoạn mục. 2023, trước mắt
chúng ta có T1 hạ thần thú kỳ lân, hạt giống số 3 LPL ngay tại tứ kết. Rõ ràng họ sẽ càng tự tin khi có phúc trạch truyền thừa từ những Damwon Gaming hay DS trước đó để tự tin trước loạt đấu chung kết này. 5. Bùa lợi Binet. Binet chưa từng lên ngôi vô địch thế giới lần nào, nhưng anh luôn là bùa hộ mệnh của các đội tuyển LCK mỗi lần ra thế giới. Kể từ khi Binet thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2016, mỗi lần anh có mặt tại chung kết thế giới là mỗi lần LCK lên ngôi. Trong khi đó, lần nào đậu nhỏ ở nhà, lần đó người Hàn sẽ mất cúp vàng vào tay đại kình địch xứ Trung. 2016, Binet thi đấu cho Rock Tiger, SKT T1 lên ngôi vô địch. 2017, Binet thi đấu cho SKT T1, Samsung Galaxy lên ngôi vô địch. 2018, Binet thi đấu cho Kingzone Dragon X, họ thất bại đáng tiếc tại vòng loại khu vực cùng năm và ở nhà xem chung kết thế giới. Năm đó, người Hàn ngậm ngùi nhìn Invictus Gaming lên đỉnh vinh quang. 2019, Binet cùng Genji có kết quả thảm hại ở sân chơi quốc nội. LCK một lần nữa phải ôm hận nhìn FunPlus Phoenix đem cúp vô địch về với đất nước tỷ dân. 2020, Binet đầu quân cho LGD Gaming. Đội tuyển của anh có mặt tại chung kết thế giới với tư cách hạt giống số 4 khu vực. Dù bị loại sớm, Binet vẫn đủ làm bùa may mắn để Damwon Gaming đăng quang, lấy lại vinh quang đã mất cho người Hàn. 2021, Binet trở về LCK, phục vụ Nong Shim Red Fox. Đội tuyển của anh thất bại muối mặt ở vòng loại khu vực, dù đã có mùa hè tuyệt vời, để rồi phải ở nhà xem chung kết thế giới. Mất đi bùa lợi Binet, DK dâng cấp cho ADG. 2022, Binet tái ngộ Genji Esports. Như những gì chúng ta đã thấy, Genji không vô địch thế giới, nhưng DAX, đội tuyển Hàn Quốc, đã lên đỉnh vinh quang. 2023, Binet và Genji đã bị loại sớm, nhưng bùa lợi chắc chắn vẫn còn ở lại để phù hộ cho đội tuyển LCK duy nhất đang chiến đấu, đó là T1. LPL Slayer, Genji xem giải. Điểm thứ 6 tương đối quan trọng, T1 và Faker trong quá khứ chưa từng thất bại trước LPL trong các loạt đấu BO5 chung kết thế giới. Không phải ngẫu nhiên khi họ được gọi là LPL Slayer, sát tinh LPL, với thành tích toàn thắng trước các đại diện LPL. Duyên nợ này bắt đầu từ 10 năm trước khi SKT đụng độ Royal Club tại trận chung kết của chung kết thế giới. Đó là nơi UG cùng đồng đội bị out trình hoàn toàn, phải ra về chỉ sau 3 ván đấu. Những loạt BO5 sau đó tại giải Liên minh huyền thoại lớn nhất trong năm, các hạt giống LPL tiếp tục là những nạn nhân đáng thương trên hành trình chinh phạt của chiến đội vĩ đại nhất thế giới. Mạnh mẽ như Angie 2017 cũng chỉ có thể kéo SKT đến ván đấu thứ 5. Kiêu dũng như Jindong 2023 đang trong tham vọng thống trị thế giới cũng phải gục ngã sau 4 ván đấu. Tất cả cho thấy danh xưng dũng sĩ diệt trùng của T1 không phải trò đùa. T1 tiếp tục duy trì phong độ ác màu LPL từ vòng thủy sĩ đến tận khi đứng trong nhánh đấu toàn những người trung sừng sỏ. Họ trả món nợ với BOG, hạ sát kỳ lân sau 3 ván đấu, chấm dứt giấc mộng con đường hoàng kim của Jindong một cách thuyết phục. Nói như một người hâm mộ xứ Trung đã bất lực, hạt giống số 2, hạt giống số 3, số 1 của LPL, cả ba hợp sức mới chỉ lấy được nhà chính của T1 một lần. Ha cớ gì chúng ta bắt hạt giống số 4 làm điều đó tới tận 3 lần chứ, thật quá khó. T1 kể từ khi Faker trở lại với đôi tay hồi phục mới chỉ để thua một chiến đội duy nhất, đó là nhà vô địch LCK, Genji Esports. Tổ chức dùng 363 ngày nghiên cứu T1, 2 ngày còn lại để thua BOG. Weibo Gaming trừ khi mang đủ 5 thành viên Genji Esports tới, bằng không, một thảm kịch tương tự Jindong, BOG, Li Ning sẽ đến với họ. 3 hàng 2 trung, mid hàng, rừng trung. Từ xưa đến nay, công thức vô địch của mọi chiến đội LPL ở chung kết thế giới là 2 hàng 3 trung, mid hàng, rừng trung. Invictus Gaming, FunPlus Phoenix và Edward Gaming đều đã làm đúng với những gì sách giáo khoa truyền dạy. Họ đảm bảo đúng công thức và có được thành công vang dội. Dễ thấy 2023, không một đội LPL nào đến với chung kết thế giới có kết cấu bền vững nói trên. Hai đội gần nhất với kết cấu trên là Li Ning, Jindong với 2 hàng 3 trung đều đã bị T1 hạ bệ. Weibo Gaming, đối thủ gặp gỡ T1 tại trận đấu cuối cùng, không những không có được thần chủ như trên, mà trước mắt họ còn hiện ra lời sấm truyền của nhà hiền triết đang đi nghĩa vụ từng nói. EDG 2021. T1 đang bước vào con đường hệt với Edward Gaming 2021. Đó là con đường của kẻ sống sót cuối cùng. Nhắc lại, 2021, khi LPL lần lượt hiến tế các hạt giống, Edward Gaming là vị khách đứng giữa LCK mùa thu với 3 đội tuyển Hàn Quốc còn lại. EDG lần lượt đánh bại các đối thủ để trở thành nhà vô địch thế giới một cách đầy ngạo nghễ. Nghe thật quen phải không? 2023, T1 đang dần lặp lại hành trình vô địch của Edward Gaming khi họ là đại diện cuối cùng của LCK còn lại chỉ sau 3 loạt tứ kết. Đứng giữa LPL mùa thu trên đất Hàn, T1 chiến thắng đội của Gala ở tứ kết, đội của Ruler tại bán kết và chuẩn bị ứng chiến đội tuyển khác khu vực tại chung kết. Có Viper cổ vũ, có Scout hộ mệnh,
à cỡ gì Tiểu Anh phải e dè. Bùa lợi Samsung Galaxy 2016-2017. Sự thật thứ 9 là bùa lợi mang tên Samsung Galaxy. Trong lịch sử Liên minh Huyền thoại Thế giới, chỉ có 2 đội tuyển vào được trận chung kết của chung kết thế giới 2 năm liên tục mà vẫn giữ nguyên đội hình thi đấu. Đó là Samsung 2016-2017 và T1 2022-2023. 2016 Samsung Galaxy là hạt giống số 3 khu vực, thất bại trước SKT sau 5 bảng đấu. 2017 với cùng vị thế hạt giống, họ lên ngôi vô địch với vẹn nguyên đội hình 5 người. 2022, T1 là hạt giống số 2 khu vực. Họ thất bại đáng tiếc trước DS với tỷ số 3-2. 2023, họ trở lại cũng đúng với vai trò xin 2 LCK với 5 người cùng nhau sát cánh chưa hề thay đổi. Sau Edward Gaming, mượn vía Samsung Galaxy, tin rằng T1 sẽ càng có thêm sức mạnh để chiến đấu với đối thủ ngoại bang Weibo Gaming. Bùa lợi vest của Văn Tùng trong ngày cưới. Một bùa lợi tuy nhỏ nhưng cũng uy tín, đó chính là bộ vest mà bình luận viên Văn Tùng tin dùng. Đó là bộ y phục của thuyền trưởng hội hâm mộ T1 tại Việt Nam đã mặc tại đám cưới với tân nương xinh đẹp Maidora vào ngày 30 tháng 10 vừa qua. Mượn vía waifu, Văn Tùng tiếp tục mặc tấm áo đỏ trong ngày bình luận trận tứ kết giữa T1 và Li Ning, phần nào át đi bùa hại cứ cast là thua trong suốt LCK mùa hè. Và thế là T1 thắng lợi 3-0 giòn giả. Chưa dừng lại ở đó, tại bán kết, dù không tham gia vào bàn bình luận, nhưng Văn Tùng vẫn co-stream và treo tấm vest tâm linh ngay trên ghế. Kết quả dù gian khó hơn ngày mặc áo bình luận, nhưng T1 vẫn thắng lợi thuyết phục. Chung kết sắp tới là nơi Văn Tùng đã hứa sẽ mang trọn ngoại trang đến nội trang của ngày cưới để bình luận T1, mang đến điểm may cho đội tuyển thân yêu. Vậy thì hỡi các tề con, thuyền trưởng tự tin và còn hứa tiếp thêm sức mạnh, vậy tại sao các bạn lại lo lắng? Điều quan trọng nhất ngoài trái tim kiên cường như Dev nói còn là thực lực và phong độ của đội tuyển. T1 của năm 2023 là một T1 đã được trui rèn qua đau thương, đã trưởng thành từ vấp ngã. Ngay trong lối chơi, người ta đã thấy T1 bớt dần đi những vội vã cứng đầu, đã giảm dần những lỗi sai cổ hủ. Thấy cờ xanh tây nguy hiểm, lập tức loại bỏ. Thấy đối phương sĩ khí lên cao là sẽ né giao tranh. Li Ning Esports, Jingdong Gaming, những chiến đội mạnh mẽ lần lượt thảm bại theo nhiều cách khác nhau là minh chứng rõ nhất cho thực lực của T1 hiện tại. Tâm lý, tinh thần và bản lĩnh của họ cho trận đấu cuối cùng, như đã nói, cũng đã được mài dũa qua những thất bại đáng tiếc của năm 2022. Dưới sự tự tin về thực lực, dưới sự ủng hộ từ những yếu tố khách quan, 10 sự thật hiển nhiên mà Lưu chỉ ra là cơ sở quan trọng để năm 2023 này, Lưu tự tin thông báo với tất cả rằng T1 không phải ai khác là nhà vua của thế giới. Hãy chờ đúng đến ngày 19 tháng 11 để ngắm nhìn ngày mà Phượng Hoàng LCK trỗi dậy trên chính mảnh đất quê hương, bảo vệ vinh quang khu vực, dựng lại di sản đổ vỡ của chính tổ chức sau 7 năm với bao biến cố đổi thay.